Nếu mà chị em có giống như là các em có nhiều gift không? Nếu bây giờ tôi đi vòng vòng tôi hỏi mỗi một người cô, tôi quý ông bà anh em có gift nào thì quý ông bà anh em có thể kể ra một số điều cho chúng ta nghe được không? Chắc chắn là phải được phải không? Tại vì tôi chia sẻ với các em lúc nãy là mỗi một người trong chúng ta ai cũng có một tài năng nào đó. Và có người có nhiều tài năng nữa. Thành ra chúng ta dùng những tài năng mà Chúa ban cho đó để mà xây dựng hội thánh, để mà làm việc này, thì đó thực sự là gift mà Chúa ban cho chúng ta. Mình quý bạn cho nhiều người mới đi để đi vô trong các phi trường rồi phải không? Ông Giáp thì mới đi trên Virginia về. Tôi đi vô trong các phi trường lớn đó, thì tôi thấy có khoảng cách giữa cái cổng chính tới các cổng nhỏ để lên máy bay đường thường rất là xa. Nhiều khi mình phải đi bộ nhiều, và có những người mang vác hành lý nhiều đó, mà đi bộ thì rất là khó khăn. Vì thế cho nên các phi trường lớn thường thường người ta làm mấy cái, người ta kêu là auto walk. Có ai có cái remote control bấm dùm tôi một cái. Trong cái bức hình đó là chụp hình một cái auto walk. Tôi ráng tôi tìm chữ Việt Nam mà tôi không thấy từ điển Việt Nam có cái nghĩa của cái chữ auto walk đó. Tôi bỏ cho vào trong Google để tôi translate nó ra mà nó cũng không có ra tiếng Việt Nam. Quý bà giờ có biết cái đó tên người Việt Nam kêu bằng cái gì không? Cái là giống như là cái thang nhưng mà nằm thẳng rồi cái nó cứ chạy rồi cái mình đi lên trên đó rồi nó đưa mình đi từ đầu này tới đầu kia đó. Ở Việt Nam không có này. Ở Việt Nam không có, tại sao không có tên Việt Nam. Mình tạm gọi cái đó là cái ô tô quá. Để giúp cho những người mà mang vác hành lý nhiều mà đi như vậy. Mình thấy trong cái bức hình đó thì nhiều người họ đi và có những người đi tới gần tới cái đầu của cái khúc cuối cùng của cái con đường đó rồi. Nhiều người trong bức hình đó thì mình thấy mọi người đều tỉnh táo hết, nhưng mà có nhiều người trên cái bay xuống thường hay mệt. Nhiều khi họ có đồ đạc nhiều, họ để đồ hành lý bỏ xuống rồi họ chờ cho đến lúc mà đi tới nơi. Rồi nhiều người thì hay mơ mộng, viển vông, suy nghĩ điều này điều khác, cho nên không có để ý mà đi tới cái đầu rồi đó mà mình không có bước ra thì nó đẩy mình ra ngoài. Và nhiều khi mình lặp quạng, mình chụp chân, nhiều khi mình bị ngã, có nhiều người bị thương tích. Chính vì thế cho nên là nhiều phi trường họ làm thêm một cái hệ thống phóng thanh mà mình đi gần tới đó, đó thì nó cứ nói rằng là the end is near, the end is near. Có một ngày vợ chồng chúng tôi và các cháu đi tới một cái phi trường đó và nghe người ta nói là lần đầu tiên nó nghe người ta nói the end is near. Và chúng tôi ngạc nhiên lắm, cứ nhìn giáo giác, nhìn qua, nhìn lại xem rồi mà cái gì là cái the end mà người ta nói rằng là in near ở đây. Cái the end đó là cái gì mà người ta cứ đặt cái máy phóng thanh người ta nói. Rồi tại vì chúng tôi nhìn giáo giác chung quanh để mà tìm cái the end đó, cho nên không để ý thấy rằng là mình đã tới cái đời em và rồi cái đất đầy chúng tôi đi ra và lan vạn chúng tôi sớm tới đây thì bị té. Vì thế cho nên chúng tôi nhớ tới cái câu the end is near rất là nhiều. Câu the end is near bắt đầu trong bản kinh thánh NIV, ở trong kinh thánh của chúng ta, trong thư thứ nhất của Phi-e-rơ đoạn thứ tư câu số 7, thì NIV bắt đầu bằng cái chữ đó, the end is near. Mệnh đề the end is near đó làm cho chúng tôi nhớ đến lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, làm cho chúng tôi nhớ đến điều mà dạy dỗ ở trong này. Mình thấy rằng là trong 7 câu, trong 5 câu Kinh Thánh, từ câu số 7 đến câu số 11, từ đoạn 4 đó, dạy dỗ chúng ta rất là nhiều điều ngày hôm nay. Quý ông bà anh em có Kinh Thánh thì xin mời mở ra và cùng theo dõi với tôi ở trong khúc Kinh Thánh này.
nếu mà quý ông bà anh em mà thư thứ nhất của Führer thì thường thường nằm ở dưới phần cuối của Kinh Thánh, nếu mà mở từ dưới đi lên thì mình mở cái sách Khải Huyền trước, xong rồi đến các thư tới Judea và ba thư của Giăng, rồi đến hai thư của Führer, và Führer thứ nhất nằm ở đó. Quý ông bà anh em mở ra được Führer thứ nhất đoạn thứ tư thì xin kính mời chúng ta cùng đứng lên và cùng lắng nghe lời của Chúa. Sau đó cùng cũng cứ đứng để cùng tôi cầu nguyện. Lời của Chúa chép ở trong thư thứ nhất của Führer đoạn thứ tư từ câu số 7 trở đi như thế này: sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em, và có lòng yêu thương xuất sắng vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được và giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tuấn dưới các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người dạy họ thì hết dạng như rao lời sống truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha từ ái của chúng con, xin Cha ngự trị trong giờ này và soi sáng cho tất cả chúng con để chúng con thấy được ý nghĩa của Cha đã gói ghém ở trong lời hằng sống mà chúng con sẽ học hỏi với nhau ngày hôm nay. Cũng xin Cha sức dầu cho cá nhân con, gìn giữ môi miệng con, hầu con không nói một lời nào trái với ý Cha, nhưng nói những lời khuyến khích các anh chị em chúng con trung tín sử dụng ơn của Chúa, hầu việc Ngài để đem tin lành của Chúa đến với nhiều đồng bào của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng ngồi xuống và theo dõi với tôi trong Kinh Thánh mà quý vị có đó. Mình thấy rằng là bắt đầu từ câu số 7 thì Führer viết rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Ở đây sự cuối cùng của muôn vật là gì? Führer muốn nói gì khi mà nói tới sự cuối cùng của muôn vật? Có phải rằng là đó là lúc đặc chung không? Đó là lúc cuối cùng của sự sáng thế phải không? Tiếng Việt Nam mình có chữ gọi là gì đó, tận thế, là gần với lại chữ đó. Chính vì thế cho nên là nhiều bản dịch mới, bản dịch phổ thông thì dịch như thế này, bắt đầu bằng câu 7 đó, bản dịch phổ thông dịch rằng thời tận thế đã gần rồi, tức là sự cuối cùng của muôn vật, tức là thời tận thế đã gần rồi, thời kỳ tận thế đã gần đến rồi. Nhiều người đọc câu này và thắc mắc là tại vì họ đặt câu hỏi rằng là tại sao ông Führer lại nói rằng là thời tận thế đã sắp gần rồi. Họ sống hoài cả trăm năm suốt cuộc đời của họ, và mình thấy từ ngày Führer nói viết cái câu này cho đến bây giờ gần 2000 năm rồi mà tận thế vẫn chưa tới. Không biết rằng là ông Führer có tin chi lầm hay là không, nhiều người thắc mắc như vậy. Có hai ba cách để mà trả lời câu hỏi đó, để mà trả lời thắc mắc đó. Trước nhất thì chúng ta phải hiểu rằng ông Führer lúc đó biết được rằng đã được Chúa Giêsu khải thị, ông biết được rằng ông sắp sửa được Chúa đón về. Mình ở trong Führer thứ nhất đoạn thứ tư đó, nếu mà mình mở thêm một hai trang nữa thì mình sẽ đến thư thứ hai của Führer, và trong đoạn 1 câu 14 ông Führer viết như thế này: vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã bảo cho tôi, tức là Chúa Giêsu đã bảo trước cho ông biết được rằng là ông sẽ phải lìa cái thân xác tạm này để mà về với Chúa, tức là ông biết trước rằng ông cũng sắp sửa lìa đời rồi, ông biết trước như vậy. Và có lẽ là tại vì ông biết như vậy cho nên rồi ông biết rằng là những gì mà cuối cùng cũng sắp tới, ít nhất là sự cuối cùng của cuộc đời của ông. Nhưng mà không phải chỉ có thấy không mà thôi, chúng ta thấy rằng là nhiều chỗ khác ở trong Tân Ước cũng có chép về sự dày dỗ về sự cuối cùng đó.
trong Matthew đoạn thứ 3 câu trước các anh em học kinh thánh chung với nhau, thì thấy rằng khi Giăng Báp-tít vừa mới bắt đầu khởi sự hành đạo, thì ông cũng kêu gọi mọi người ăn năn, và ông nói rằng là các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Giăng Báp-tít nói rằng là nước thiên đàng, tức là nói đến sự cuối cùng, tức là nói đến tận thế đã đến gần rồi. Và mình đọc tiếp nữa trong những câu kế tiếp thì mình cũng sẽ thấy rằng là đến đoạn 4, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở, cũng nhắc lại câu đó trong câu số 10, trong đoạn 3 đó, Chúa Giêsu cũng nhắc lại cái câu đó. Rồi thì khi mà đến đoạn 10 thì Chúa Giêsu gọi các môn đồ đi hành đạo. Sau khi Ngài kêu 12 sứ đồ rồi thì Chúa kêu các sứ đồ của Ngài đi ra ngoài giảng đạo. Và Chúa cũng nhắc nhở họ như thế này là khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Tức là Chúa Giêsu cũng nhắc nhở mọi người rằng là nước thiên đàng, nước của Chúa sắp sửa xảy ra, sắp sửa tới gần mọi người rồi. Và khi như vậy, tức là chúng ta phải chuẩn bị, tại vì khi mà chúng ta ở trong nước thiên đàng mà chúng ta gặp Chúa, chúng ta biết có được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta gặp Chúa thì chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để lỡ mà chúng ta không được Chúa rước vào nhà của Ngài thì sao? Đó là một điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Thêm vào đó thì là chúng ta cũng hiểu rằng quan niệm của Chúa và quan niệm của chúng ta về thời gian tương đối khác nhau. Ở trong thư thứ 2 Phêrô đoạn 3 câu 8 thì Phêrô viết rằng hỡi kẻ rất yêu dấu, chứ nên quen rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Hồi sáng thì tôi có lớp dạy bắt tên cho một cái cô người Phi Luật Anh, và phần tới đây cô sẽ nhận thêm lấy bắt tên ở trong hội thánh của chúng ta. Và khi mà nói tới the end time, nói tới tận thế, thì tôi cũng nói rằng là quan niệm về thời gian thì khác nhau. Và tôi có kể cho cô nghe một câu chuyện vui như thế này, là có một người rất gần gũi với Đức Chúa Trời, và ông ta gặp Chúa và ông ta hỏi Chúa hai câu hỏi. Thưa Chúa, theo Chúa thì 1000 năm đối với Chúa là như thế nào? Chúa nói rằng là giống như 1 giây. Rồi người đó hỏi thêm rằng là thưa Chúa, nếu vậy thì $1,000,000 đối với Chúa giá trị ra sao? Thì Chúa nói rằng là chắc chỉ bằng 1 xu. Bỗng một thời gian sau, người đó khó khăn, nghèo đói, túng thiếu và cầu nguyện và gặp Chúa. Và xin Chúa, Chúa ơi, Chúa hôm trước nói với con rằng là $1,000,000 đáng như 1 xu. Xin Chúa cho con 1 xu thôi. Chúa nói rằng là ta sẽ sẵn sàng cho con, điều con cầu xin hãy chờ ta 1 phút. Thời điểm của chúng ta, thời gian của chúng ta so sánh với thời gian của Chúa khác nhau. Và chúng ta thấy như vậy, ông Phêrô viết thêm ở trong câu số 9 như thế này: nhưng mà Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, xong muốn cho mọi người đều ăn năn. Đó là một lý do khác nữa khiến rằng là Chúa không muốn trở lại ngay lập tức, tại vì Chúa muốn cho nhiều người ăn năn tin Chúa và được sự cứu chuộc. Nếu mà Chúa trở về lại với chúng ta ngay giờ này đây, thì tôi biết rằng có nhiều người chưa tin nhận Chúa, và những người chưa tin nhận Chúa thì không thể nào được ở với Chúa được. Và Chúa không muốn trở về lại ngay, tại vì Chúa muốn chúng ta rao truyền tin lành của Ngài cho họ, để họ cũng biết tin nhận Chúa, và đến lúc mà Chúa có trở lại thì họ cùng chúng ta cũng được ở trước mặt Chúa như vậy. Thành ra đó là ý muốn tốt lành của Ngài, muốn nhiều người được cứu, chứ không phải rằng là Chúa chậm chế về lời hứa của Ngài. Thành ra khi nói là sự cuối cùng của muôn vật đã lần kề, Kinh Thánh muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy cư xử phải lẽ với nhau. Vì chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Với những người chưa là môn đồ của Chúa Giêsu thì cư xử phải lẽ có nghĩa là phải tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình.
Đối với những người đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình rồi thì cư xử phải lẽ là như thế nào? Đó là những cách cư xử làm sao để người khác nhìn vào và biết mình là môn đồ của Chúa Giêsu. Thế nên chúng ta hãy cư xử như là một người Cơ Đốc nhân đúng nghĩa, giải thích dạy dỗ ở trong Kinh Thánh. Luca đoạn thứ 12 câu 35 câu 36 nói rằng: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến có cửa thì liền mở. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để khi mà Chúa đến, chúng ta gặp Chúa mà không thuận theo. Chúng ta phải sẵn sàng để khi mà Chúa đến, chúng ta biết rằng những người thân của chúng ta cũng sẵn sàng gặp Chúa như chúng ta vậy. Chúng ta đừng để đời sống của chúng ta làm cớ cho những người khác chưa biết tin Chúa, không tin nhận Chúa. Chúng ta đừng có những hành động, những hành vi mà người khác có thể nhìn vào đó mà chỉ trích đạo của Chúa, đạo của Đức Chúa Trời. Đó là đường lối, lối sống mà chúng ta phải sống để mà làm sáng danh Chúa. Và điều những điều này chép ở trong các câu kế tiếp, ở trong thư Phêrô thứ nhất đó. Tôi nêu ra 4 điểm chính quan trọng ở đây để chúng ta cùng nghiên cứu với nhau. Câu số 7 sau khi nói rằng là chuyện cuối cùng đã gần kề rồi thì Phêrô viết tiếp rằng: khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Tức là trước nhất chúng ta phải khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì tôi thấy Chúa Giêsu thường xuyên dạy dỗ chúng ta rằng cho tới ngày sau rốt, khi mà sắp có ngày sau rốt thì những người Cơ Đốc chúng ta sẽ bị bắt bớ rất là nhiều. Chúng ta có nhiều người sẽ gặp nhiều hoạn nạn, nhiều tai ương xảy ra. Và nếu mà chúng ta không tỉnh thức cầu nguyện thì khi mà chúng ta gặp những thử thách đó, chúng ta gặp những sự cám dỗ đó, chúng ta dễ rơi vào phòng đồng tội lỗi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tỉnh thức, khôn ngoan, cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ thêm ơn cho mình để mình có thể nhận rõ ràng được đâu là lời của Chúa, đâu là lời của ma quỷ, để chúng ta không có làm theo những điều sai quấy. Phêrô viết thêm về những điều này trong các câu 12 đến câu 19 của đoạn 4 mà quý ông bà chẳng có Kinh Thánh thì chúng ta cũng sẽ đọc ở nhà trong sau này. Nhưng mà mình thấy rằng là trong đó thì trong các câu mà Phêrô viết đó, sứ đồ án của các Cơ Đốc nhân chúng ta rằng Chúa không lìa chúng ta khi mà chúng ta bị người khác bắt bớ, khi mà chúng ta bị cám dỗ, khi mà chúng ta bị thử thách. Tại vì sự vinh hiển của Chúa, tại vì Đức Thánh Linh của Chúa luôn luôn ở cận kề chúng ta để thêm sức cho chúng ta, để chúng ta có thể được ơn của Chúa để mà vượt ra qua khỏi tất cả mọi sự cám dỗ nào. Chúng ta chỉ cần ngợi khen Chúa và tạ ơn Đức Chúa Trời trong tất cả mọi lúc mà chúng ta bị bắt bớ, trong lúc mà chúng ta bị bất cứ lời cầu nguyện của chúng ta, xin Chúa cho mình có thêm ân điển để chúng ta có thể đứng vững được trước tất cả mọi tấn công của ma quỷ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có lòng dũng cảm để chúng ta đối đầu với lại ma quỷ cám dỗ chúng ta, chứ để chúng ta sẵn sàng, chúng ta dũng cảm, chúng ta làm chứng đạo cho những người khác. Và chúng ta có cầu nguyện xin Chúa cho nước cha được đến, ý cha được nên. Hãy để Chúa làm việc, hãy cầu nguyện với Chúa và xin Chúa làm việc. Vì khi mà Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ đem theo sự công bình của Ngài đến cho chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều mà chúng ta xứng đáng chúng ta nhận được. Và Ngài sẽ định tội những người mà tội lỗi mà chúng ta không cần phải thắc mắc, phải lo lắng tới. Đó là điểm thứ nhất tôi nhận được ở trong câu số 7 này. Câu số 8 thì nhắc nhở chúng ta rằng phải có lòng yêu thương sốt sắng. Đó là điều thứ hai chúng ta cần làm để xứng đáng với lại người Cơ Đốc. Phải có lòng yêu thương sốt sắng. Mình thấy trong thời kỳ sau rốt, thời kỳ tận thế đó, mọi việc mỗi một ngày sẽ một khó khăn hơn, sự bất bỡ sẽ nhiều hơn, sự cám dỗ sẽ tinh vi hơn và với một cường độ mạnh mẽ hơn. Sẽ có nhiều rối loạn về chính trị, về kinh tế, về chiến tranh, về loạn lạc,
đủ các thứ hết, dẹp dã nổi lên khắp nơi. Thiên tai cũng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tai họa, cho tất cả mọi người những tai họa, và sự chống đối đạo của Chúa cũng sẽ nhiều, cũng sẽ mạnh mẽ. Và môn đồ của Chúa càng ngày càng chịu sự bắt bớ một cách khốc liệt. Và chính vì thế, Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải yêu thương, xuất sắc, chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta an ủi lẫn nhau mỗi khi mà chúng ta biết được rằng người anh em của mình gặp khó khăn, gặp sự bất bình, gặp hoàn nạn, gặp thử thách. Và chúng ta trợ giúp lẫn nhau, những người mà chúng ta còn đứng vững được, chúng ta nắm tay giữ những người bên cạnh, để tất cả chúng ta cùng dìu dắt nhau đi theo Chúa. Và đó là lời khuyên của Phêrô cho chúng ta. Trong câu số 8, Phêrô cũng đã nhắc nhở chúng ta như vậy. Ở trong đoạn 1, câu số 22, thì chép rằng anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đã có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau xuất sắng hết lòng. Và đó là điều Kinh Thánh muốn tất cả mọi Cơ Đốc nhân chúng ta cư xử với nhau. Ở đoạn 1 này, khi mà Phêrô viết như vậy, thì ông muốn nói rằng chúng ta được tạo ra bằng một hạt giống không hay hư nát, bằng lời hằng sống của Chúa và bằng sự bền vững trong Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 4 mà chúng ta đang học hỏi đó, thì Phêrô nói thêm một lý do quan trọng nữa về lòng yêu thương. Đó là gì? Đó là lòng yêu thương có thể che lấp được nhiều tội lỗi, nhiều sơ sót. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta gặp khó khăn, gặp cám dỗ, gặp thử thách, bị bắt bớ, chúng ta phải cố gắng đối phó với lại mọi cái sự việc chung quanh đó, và chúng ta sẽ có rất nhiều sơ sót, và chúng ta sẽ làm nhiều lỗi lầm. Nếu bây giờ các anh chị em nhìn vào những lỗi lầm chúng ta làm rồi chỉ trích thêm, thì anh em trong Chúa chúng ta sẽ chỉ có cánh xé nhau rất nát mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thương yêu lẫn nhau, mà nhìn thấy những lỗi lầm của nhau mà đầy lòng yêu thương quả lấp, thì tất cả mọi những lỗi lầm đó cũng sẽ qua đi. Chúa sẽ xoa dịu tất cả những đau khổ ở trong lòng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta phải chống chọi những bất bớ đó mà làm cho đời sống của chúng ta bị thiếu ơn của Chúa. Và nếu mà được các anh chị em ở trong Chúa đến an ủi, đến giúp đỡ, chúng ta tạ ơn Chúa nhiều hơn. Chúng ta tình yêu thương xuất, dùng tình yêu thương xuất sẵn để chúng ta che đậy quả lấp những lỗi lầm cho nhau, những thiếu sót của nhau. Đó là lý do thứ hai mà tôi nhìn thấy trong các câu Kinh Thánh này. Rồi thứ ba là trong câu số 9. Câu số 9 thì nói rằng người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Lâu lắm rồi tôi không nghe hai cái chữ cằn nhằn. Thành ra tôi không có nghĩa rõ nghĩa cái chữ cằn nhằn là như thế nào. Quý ông bà anh em ai biết chữ cằn nhằn nghĩa gì nói cho tôi nghe với. Cằn nhằn là làm sao? Lầm bầm. Gì nữa? Cằn nhằn. Cằn nhằn. Phải không? Có than phiền không? Có than phiền không? Cầm lên. Có cài lại không? Có phân bì không? Nhiều hơn cái chữ cằn nhằn không có mang nhiều nghĩa ở trong đó. Lâu lâu tôi mới nghe tới, nhưng mà tôi suy nghĩ thì tôi thấy có nhiều ý nghĩa ở trong như vậy. Mình tạ ơn Chúa là hội thánh của chúng ta ai nấy đều có lòng tiếp đãi nhau mà không có cằn nhằn. Tôi tạ ơn Chúa điều đó. Tôi quan sát, tôi thấy mỗi một tuần tôi thấy rằng là chúng ta nhóm việc lại với nhau, rồi sau khi giờ nhóm chúng ta có một cái anh thông công thật là tinh soạn, người này người khác nấu nướng đem tới ăn uống, rồi bày bàn, bày dọn dẹp, rồi rửa ráy, không ai than phiền gì cả, không ai cằn nhằn gì cả, đúng không? Không ai ghen tị với nhau rằng là tại sao người này làm người kia không làm cái gì cả. Thành ra tôi thấy hội thánh của chúng ta tuy hành rất là đúng lời của Chúa ở trong câu Kinh Thánh này. Mình thấy rằng là không phải là chỉ có anh thông công không mà thôi này. Nhiều tuần tôi thấy đó, mình ăn thông công xong cái mình vô mình tập hát, mình làm việc này việc khác, có khi mình ở lại đến 5-6 giờ rồi mình ăn thêm một bữa nữa rồi mình mới về nhà mà không ai cằn nhằn gì cả. Tạ ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta cái điều đó. Nhưng mà nhiều người khác không làm được như vậy. Thành ra chúng ta nhớ trong những ngày sau rốt sẽ có những cằn nhằn, và chúng ta
cảm ơn của Chúa, dùng lòng yêu thương quả lấp tất cả mọi những thiếu sót đó, mọi những cần rành chúng ta sẽ không còn cần rành nữa. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư tôi học hỏi được cuối cùng ở trong hai câu số 10 và câu số 11. Hai câu đó nói rằng là chúng ta phải tận dụng các ân tứ thuộc về mà Chúa ban cho chúng ta với một mục đích là để Đức Chúa Trời được sáng danh. Để Đức Chúa Trời được sáng danh trong vòng người ngoài, chứ không phải là trong vòng chúng ta. Cho nên nói nhiều về ân tứ thuộc linh. Hồi nãy tôi có nói chuyện với các em là gift là cái gì, ân tứ thuộc linh là gì. Mình nếu mà mình đọc ở trong Kinh Thánh là trong Roma đoạn thứ 12 từ câu 3 đến câu 8 nói về một số ân tứ thuộc linh. Nếu mà chúng ta đọc trong thư thứ nhất của Corinto đoạn thứ 12 chúng ta thấy rất nhiều ân tứ thuộc linh. Và nếu mà chúng ta đọc ở trong Epheso đoạn 4 từ câu 7 đến câu 16 chúng ta cũng thấy chép rất nhiều ân tứ thuộc linh. Mà tôi đếm được, nhiều khi tôi đếm được tới 36 ân tứ khác nhau. Và đây là những khả năng đặc biệt của Chúa ban cho tất cả mọi người tin Chúa. Tôi nói với các em lúc nãy rằng là ai ai cũng sẽ có ít nhất là một ân tứ trở lên. Có người có hai, có người có nhiều. Chắc chắn là không có ai có tất cả 36 ân tứ, có tất cả những ân tứ chép ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà có nhiều người có rất là nhiều. Người nào có ân tứ mà Chúa ban cho điều trị thì hãy hầu việc Chúa bằng ân tứ đó. Nếu mà Chúa không ban cho mình ân tứ này mà mình cố gắng mình làm cái công việc đó, mình được Chúa kêu, được Hội Thánh yêu thương kêu gọi và nhờ mình làm, giúp đỡ mình, cố gắng mình làm, mình sẽ làm không có được đầy đủ và mình sẽ thiếu sót, mình sẽ bị người ta cần lần. Vì thế cho nên mình làm những điều gì mà Chúa ban ơn cho chúng ta, cho nên chúng ta khuyến khích rất nhiều. Những người nào có ân tứ nào hiểu biết ân tứ của mình và thực hiện theo ân tứ của mình. Và đừng có nhìn người khác không làm cái điều mình làm rồi bảo rằng là tại sao họ không hầu việc Chúa. Tại vì mỗi một người có một ân tứ khác nhau. Và ai nấy đều có ân tứ đều có thể đóng góp vào trong công việc của Hội Thánh được. Trong phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay thì Phêrô không đi ra từng chi tiết để mà nói về tất cả 30 mấy những ân tứ thuộc linh đó. Nhưng mà ông chỉ có gói ghém lại hai khía cạnh đặc biệt về ân tứ thuộc linh mà thôi. Thứ nhất là ai có ân nói thì hãy nói về Chúa một cách mạnh mẽ. Nói về Chúa như là đầy ơn của Ngài, nói về Chúa giống như là lời giảng sống truyền. Người có ơn về nói đó, giảng về Chúa cho những người khác nha. Khuyến khích nâng đỡ các anh chị em lẫn nhau. Chia sẻ tin lành cho những người chưa biết để họ thấy quyền năng của Chúa và họ tin nhận. Đó là một nhóm ân tứ về nói. Ai có ơn nói thì nói như là được sống truyền. Những người khác có ơn khác, đó là ơn hầu việc, ơn phục vụ, ơn làm việc. Thế làm mọi việc theo ơn mà Chúa ban cho mình. Nếu mà tất cả mọi người đều nhận thấy được ân tứ mà Chúa ban cho và đều dùng ân tứ một cách tận tình để mà hầu việc Chúa thì Hội Thánh của Chúa cho dù có nhiều người hay là ít người đến đâu đi chăng nữa cũng công việc cũng sẽ trôi chảy hết sức là tốt đẹp. Và tôi tạ ơn Chúa Hội Thánh của chúng ta mỗi một người đều cố gắng làm công việc cho Hội Thánh tùy theo ơn, tùy theo lượng mà Chúa ban cho mình. Và công việc của Hội Thánh nhiều người công việc cũng trôi chảy và ít người công việc cũng trôi chảy, và tôi tạ ơn về điều đó. Có nhiều người thì thường hay vướng mắc một cạm bẫy của chức vụ trong Hội Thánh. Có những người muốn có chức vụ để làm một cái công việc gì không phải là hầu việc Chúa, nhưng mà nhiều khi giống như là hầu việc cái bụng của mình. Ngay cả tôi tới Chúa cũng vậy. Cũng có nhiều người như thế. Hôm tôi đi tham dự buổi huấn luyện với lại các giáo sĩ quốc ngoại đó, thì tôi cứ nghe cả một cái câu chuyện như thế này. Ở một quốc gia bên Phi Châu, mình biết là những nước bên Phi Châu thì người Hồi giáo rất là nhiều. Có những quốc gia mà một nửa là người Cơ Đốc và một nửa là người Hồi giáo. Thế ở một quốc gia họ không có nói tên, họ không có nói rõ rệt, là tại vì tất cả những nơi đó hết sức là bất an nên họ không có cho chúng ta biết rõ rệt chi tiết. Nhưng mà đây là một câu chuyện thực. Có một ông đó, người bản xứ ở đó,
tin Chúa và có đa tài hết sức là đặc biệt, cầu nguyện hết sức là có ơn dạng dạng, rất hết sức là hùng hồn, giống như là lời sống truyền vậy. Và nhiều người tin Chúa hồi thánh phát triển mạnh mẽ. Ông hầu về Chúa hơn 20 năm. Đến khi ông về hưu, thì ông được hội thánh cho về hưu hạ. Và trong ngày cuối cùng thì hội thánh mời ông và gia đình ăn một bữa cơm hết sức là tinh soạn để cảm ơn sự hầu về Chúa của ông. Rồi sau đó, không ai thấy ông ở trong hội thánh nữa. Nhiều tuần sau người ta để hoài cũng không thấy ông đi nhóm. Và có người thấy ông hàng ngày đi vào trong cái mosque để mà cầu nguyện mỗi một ngày 5 lần. Ông giáo sĩ bèn đến đầy mong để mà chất vấn và hỏi tại sao ông là mục sư của hội thánh tốt đẹp như vậy, ông cầu nguyện rất là hay, rất là có ơn, ông giảng dạy nhiều người khâm phục, mà bây giờ ông đi vào trong đền thờ của Muhammad để mà cầu nguyện. Và ông nói rằng là tôi làm công việc mục sư giống như là những người y tá, những người bác sĩ, những người kỹ sư đi làm việc. Tại vì đó là cái nghề của tôi làm và tôi sinh sống. Đó là kế sinh nhai của tôi. Bây giờ tôi hết phải làm công việc của tôi rồi, tôi được về hưu rồi. Cho nên tôi có thể giờ để mà thi hành, thực hiện những điều mà tôn giáo của tôi kêu gọi. Thì mình thấy có những người hầu việc Chúa theo cái tinh thần, theo cái sự kêu gọi riêng đặc biệt của họ, mà chỉ có đến khi nào mà Chúa cho được phơi bày ra mình mới thấy rõ được. Cảm ơn Chúa là số người như thế tuy có nhưng mà rất là ít. Chúng ta tất cả mọi người đều có ơn của Chúa, hầu việc Ngài khách tân quý, và Chúa sẽ ban ơn cho những người hầu việc Chúa cách dư dật luôn luôn. Chúng ta không phải quản ngại về công việc khó khăn đó. Tôi tạ ơn Chúa vì nhiều người ở trong hội thánh của chúng ta không có như vậy. Tất cả mọi người trong hội thánh của chúng ta không có như vậy. Hầu việc tất cả mọi người hầu việc Chúa vì nghe được và đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Vì thấy hội thánh của chúng ta có nhu cầu và được kêu gọi để đóng góp tài năng ân tứ của mình cho công việc của Ngài, cho công việc của hội thánh. Tất cả chúng ta hầu việc Chúa vì muốn đền bù ơn phước mà Chúa ban cho mình. Vì muốn đền lại cho Chúa một phần nào những gì Chúa cho chúng ta, muốn đáp ứng trước đúng một mục đích quan trọng, đó là quy vinh hiển về cho Ngài, chứ không phải là đem vinh hiển về cho cá nhân chúng ta. Kinh Thánh nói rằng hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Thưa tôi biết như vậy ở trong câu số 1. Cho nên để kết luận, tôi thấy đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay có nhiều điều dạy dỗ con dân Chúa, nhất là chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta đang sống ở trong những ngày sau rốt. Và trong những ngày sau rốt đó, trước khi sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều bất bỡ. Ý định của Chúa chưa hoàn toàn được thực hiện, nhưng mà ý định của Chúa đã gần kề rồi. Chúa đã sắp trở lại rồi. Cảm giác gần kề đó với ngày cuối cùng đó không phải là một cảm giác tự nhiên, không phải là một sự tính toán so với cộng trừ nhân chia ở trong Kinh Thánh để mà biết được ngày đó, nhưng mà là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời ở trong toàn bộ quyển Kinh Thánh cho chúng ta. Và chúng ta biết được rằng Chúa sắp trở lại, ngày của Chúa đã cận kề. Mình biết như vậy ở trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta là nhiều người, kể cả một số cơ đốc nhân sẽ không chuẩn bị. Cho nên đến lúc mà Chúa trở lại sẽ phải đối diện với Chúa mà khi mà mình vẫn chưa có hoàn tất tiêu cái công việc của mình, chưa có hoàn toàn tẩy sạch đời sống của mình. Cho nên chúng ta luôn luôn phải thức tỉnh để biết được thời điểm, phải thức tỉnh để biết được, để nhìn nhận được tất cả những dấu hiệu, và phải tỉnh thức được để biết được lối sống của chúng ta, cách cư xử của chúng ta như thế nào đẹp với Chúa khi mà Ngài trở lại. Cho nên chúng ta
gìn giữ những mạng lệnh của Chúa một cách kính cẩn, thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, Chúa sẽ khen ngợi chúng ta. Trong khi tất cả chúng ta không ai muốn hoạn nạn, không ai muốn bệnh hoạn, không ai muốn đau khổ, nhưng mà lắm khi tất cả những thứ đó hoặc là một trong những thứ đó xảy ra cho đời sống của chúng ta để làm gì? Để khuyến khích, để hôn đúc đời sống của chúng ta, để ngăn ngừa chúng ta đừng có nhìn qua nhìn lại mà rơi vào vòng cám dỗ của tội lỗi. Vì thế cho nên thế giới chúng ta đang sống gần kề đến ngày được tái tạo trở lại, thì chúng ta không có nên lầm lạc với sự khôn ngoan của thế gian, nhưng mà phải tìm kiếm sự khôn ngoan từ Thiên Thượng. Chúng ta không nên lãng quên giai đoạn chúng ta đang sống, và cũng không có nên lo lắng quá về tương lai, cũng không hoảng hốt về những hoạn nạn sắp sửa xảy ra cho chúng ta. Chúng ta tỉnh thức để giúp chúng ta kiên trì cầu nguyện, để tìm kiếm sự khôn ngoan từ Thiên Thượng, tìm những sự hướng dẫn và tìm quyền năng của Chúa để chúng ta sống một cách trung tín trong giai đoạn mỗi một ngày một khó khăn này. Kiên trì lòng yêu thương của Chúa cho chúng ta cần phải là một ưu tiên số một cho tất cả mỗi một quý ông bà anh chị em. Thay vì chúng ta để các khó khăn sinh ra sự tranh cãi, sinh ra sự xung đột, hay là chúng ta phải tự bảo vệ chúng ta về những việc làm của người khác, chúng ta nên luôn luôn hy sinh trong mọi việc phục vụ lớn cho nhau. Hãy nhớ rằng giúp đỡ anh chị em mình là giúp đỡ chính Chúa Giêsu. Làm như thế chúng ta sẽ đương đầu với tội lỗi theo tinh thần dạy dỗ của Chúa ở trong tinh thần dạy dỗ của Chúa cứu thế, tìm kiếm sự thánh khiết hay là đeo buộc tội lỗi hay là xác thịt như là nhiều người thường làm. Chúng ta cũng hãy bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta đối với lại mọi người bằng cách tiếp đãi lẫn nhau, tiếp đãi những người quen với chúng ta, những người thân với chúng ta, và tiếp đãi cả những người xa lạ nữa. Đừng lo sợ, đừng tiếc, nhưng mà hãy mời mọc, hãy đón tiếp và giúp đỡ mọi người, và nhất là những anh chị em ở trong Chúa, những người gặp khó khăn, những bữa ăn, những buổi thông công và những cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng thân cận đối với các anh chị em trong Chúa với nhau cùng. Rồi cuối cùng, trong những ngày sau rốt này thì chúng ta hãy tận dụng mọi ân tứ Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu mà chúng ta thực sự trung tín sử dụng ơn của Chúa, chúng ta cần biết rằng việc đầu tiên là để làm sáng danh Chúa. Dùng ơn Chúa ban cho để làm cho mọi người ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta được ơn ăn nói, thì hãy trung thực truyền giảng và chia sẻ về quyền năng của Chúa. Và nếu mà chúng ta được ơn phục vụ, thì chúng ta hãy hầu việc những người Chúa đưa đến cho chúng ta, dù là những người bé mọn nhất, và phải phục vụ tất cả mọi người với sức mạnh, quyền năng mà Chúa muốn chúng ta tạo, để kết quả mạnh mẽ, kết quả đem đến sự thăng tiến về thuộc linh và kết quả có giá trị lâu dài đến cùng. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nắm chặt được ý nghĩa của đoạn kinh thánh ngày nay, hầu cho chúng ta luôn luôn trông chờ Chúa trở lại và cương quyết bày tỏ cá tính của một người Cơ Đốc nhân chúng ta trong tất cả mọi cách cư xử với những người chúng ta.